Tiến sĩ bác sĩ Trần Đình Minh Huy, tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, là một trong số ít những sinh viên hội tụ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú nhãn khoa. Song hành với việc học, bác sĩ có cơ hội trau dồi thực hành lâm sàng tại khoa mắt của các bệnh viện tuyến đầu tại miền Nam như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ chưa đầy một năm sau đó, vào năm 2010, bác sĩ Minh Huy đã tham gia khóa đào tạo nhãn khoa tổng quát tại Viện Max Queensland Ripping của Úc trên đề tài nghiên cứu chuyên ngành mắt và được công nhận thạc sĩ vào năm 2013. Năm 2014, bác sĩ Minh Huy được mời báo cáo tại một trong những hội nghị nhãn khoa uy tín trên thế giới, những tranh luận trong nhãn khoa Úc-Á. Tháng 10 năm 2021, tiến sĩ bác sĩ Trần Đình Minh Huy được chọn làm đại sứ châu Á-Thái Bình Dương của Viện Cận thị Thế giới, với sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành khúc xạ Việt Nam nói riêng và ngành mắt Việt Nam nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực cận thị và điều trị cận thị ở mọi lứa tuổi. Tính đến nay, vào năm 2023, bác sĩ đã có 13 năm kinh nghiệm kể từ ngày ra trường, trải qua nhiều khóa đào tạo chuyên môn khác nhau tại các bệnh viện danh tiếng của Mỹ. Hiện nay, bác sĩ Minh Huy là thành viên danh dự của Hội Nhãn khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhãn khoa Việt Nam, chuyên khám và điều trị các bệnh lý về thần kinh nhãn khoa. Ngoài ra, anh còn tham gia vào công tác giảng dạy tại bộ môn mắt của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng là gương mặt xuất hiện thường xuyên trên những chương trình tư vấn sức khỏe về mắt của các đài truyền hình lớn. Ngoài thời gian hoạt động và tham gia công tác tại bệnh viện, tiến sĩ bác sĩ Trần Đình Minh Huy còn thăm khám và điều trị tại trung tâm cận thị Mayo. Với sự nhiệt huyết của mình, bác sĩ Minh Huy luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của người bệnh để đưa ra giải pháp điều trị tốt nhất. Hiện tại, tiến sĩ bác sĩ Trần Đình Minh Huy có lịch thăm khám tại trung tâm vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 17 đến 19:30, chủ nhật từ 8 giờ đến 17:30. Liên hệ qua hotline 0352 628585 để đặt lịch khám hoặc đến trực tiếp tại trung tâm cận thị Mayo số B5001 CH1 Cityland Park Hill, 18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đã theo dõi kênh Bác sĩ giỏi Việt Nam. Nếu thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.